tường về còn trông thấy anh, cho chúng mình nói không nên lời. Ngày tôi đi nhiều mưa trên cao, mưa đầu mùa nhẹ trôi chiêm bao, cho tôi khóc rung đôi vai gầy. Chưa chiều nào buồn bằng chiều nay, tôi về đây thành phố mưa đầy, mưa đầu mùa để ta nhớ nhau, bao kỷ niệm thuở xưa chợt về. Chiều hôm nay mình tôi bơ vơ, sao chiều nay anh không đến đây đưa tôi về trong gió heo may. Bao lời hẹn thề ngày xa xưa theo mùa mưa trôi đi hững hờ, câu ái ân giờ cũng ở thờ, cho ân tình tan vỡ hư vô. Bây giờ là đầu mùa mưa rơi, bây giờ là đầu mùa nhung nhớ, anh ơi chiều nay nhớ tôi không? Chiều nào buồn bằng chiều nay, bên nhà ai tiệc cười vui vầy, thôi chẳng còn gì mong thấy nhau, bao kỷ niệm thoáng bay xa vời. Kia cô dâu cười trong hoa vui, riêng âm thầm mình tôi nhớ thôi, đêm hoa đó đưa anh về với ai.
tình ta cũng thế thôi.
có trong người.
giờ mình mới giới thiệu con này cho người đó. Thì cái bộ này là cái bộ high end của Sony nha. Con đầu on key lộ con đầu Sony Map S1 nha mọi người. Đánh cái cặp loa là loa này là cặp loa được sản xuất đặc biệt dành riêng cho dành cho cái đầu âm ly này luôn nha mọi người. Con SFHW1 đó. Con này thì gồm có hai trép ở mặt trước và một trép ở trên đỉnh nha mọi người. Một super trép ở trên đỉnh nha. Nói chung con này thì có hai super trép, một và hai, và cái này là một cái trép đon nha mọi người. Ok, còn một cái loa này là Bass 13 mọi người. Cái màn làm từ ceramic mọi người. Chất liệu màn là ceramic nha. Đó thì còn cái vỏ thì làm bằng sơn bóng piano mọi người. Như gương vậy. Và cặp loa khá là nặng. Nói chung cặp loa này làm để tùy biến với lại đúng con Map S1 luôn, Map S1 này. Thì con Map S1 này rất là mạnh khi mà nghe nhạc giải mã bằng số nha mọi người. Nghĩa là nếu mà người dùng qua cái giải mã PC phía sau này, phía sau có một cái cổng giải mã PC, hai cổng là in thì nó rồi, thì nó rất là hay. Và bằng trước này thì có cổng USB để mình giải mã pha nhạc trong USB hoặc là ổ cứng nha. Nói chung con này nó sẽ đọc được file trên USB là gồm có những cái file MP3, AC, những cái file thấp thì không nói rồi, và những cái file lossless như là WAV, FLAC và DSD nhiều người. Nó giải mã thì vẫn 32bit và 384kHz. Thì con này ngoài những cái đó thì nó còn tích hợp thêm cái trình DSI nâng âm và một cái người ta gọi là DSD remastering nữa người. Ok, nói chung thiết kế con này theo xu hướng khá là hiện đại. Cái âm ly nặng lắm mọi người, cái khung bằng nhôm nha, và cái khung gầm á, nó làm bằng một cái thứ kim loại gì mà Sony thì thường hồi xưa là làm bằng cái kim loại gọi là cái gầm Uriatapa gì đó. Nói chung là để hạn chế sự rung động mọi người. Và những cái bộ cơ con này làm cực kỳ là chắc chắn nha, ra vào rất là ok luôn. Đó thì cái remote của nó nè, remote theo cái xu hướng là giống như là hiện đại á, giản lược vậy mà đơn giản lắm. Có vài nút thôi là để mình thao tác cho tất cả những cái thứ. Còn về chỉnh tông thì nó sẽ chỉnh được bass trap nha mọi người. Và cái trình DSI nâng âm, DSI nâng âm là dùng để khôi phục lại những cái dải tần rộng, dải tần cao á của những cái file MP3, những cái file nén nha. Thì con này nếu mà người chơi CD, chơi qua ổ cứng USB hoặc là kết nối PC á thì rất là hay nha. Nếu mà so sánh ví dụ như mọi người phát một cái đĩa chép này của mình với lại những cái dàn khác thì con này nó sẽ chơi hay hơn rất nhiều lần luôn á. Ok, thì bộ này mình bán là 15 triệu nha mọi người, bộ này 15 triệu. Riêng cái đầu này thôi là giá xuất xưởng nó là 850 euro nha. Còn cái loa này thì cũng tầm xuất xưởng cũng tầm hơn 500 euro mọi người. Nói chung bộ này lúc mà xuất xưởng ra thì nó tầm rơi vào 35-40 triệu á. Nói chung một cái dàn đáng để nghe nha, còn rất là mới. Thì cái đầu này là sản xuất 2017 mọi người, 2017 nhưng mà còn full box và rất là mới, gần như không có vết trầy nào cả. Ok, còn đối với cái nối Bluetooth thì nó sẽ có chuẩn Bluetooth aptX nha mọi người, AAC, aptX và NFC nha. Đó. Thì con này cũng đạt được cái chuẩn là Hi-Res Audio luôn, High Resolution ạ. Rồi ok, ai có nhu cầu mua cái bộ này thì cứ liên hệ mình nha, liên hệ Zalo hoặc là gọi trực tiếp số điện thoại hoặc là trên YouTube được, mà thường YouTube thì mình sẽ phản hồi có thể có nhiều khi bị chậm nên là tốt nhất là liên hệ Zalo. Ok, mình play tiếp xíu nha, còn tầm 8 phút là hết. Bye bye.
Lời yêu dấu cho nhau,
Ok, đó là nghe đĩa nha mọi người. Nãy giờ thì nguyên một khúc đầu thì mình phát bằng Bluetooth qua cái con Walkman này nha. Walkman này nha, mọi người nghe âm thanh nó cũng khá là hay đó. Nhiều người thắc mắc là nghe nhạc qua cái con Walkman này thì có hay không? Hay hơn là điện thoại, đương nhiên là hơn nhiều, kể cả nếu mà có những cái máy mà nghe qua YouTube thì nghe cái máy phát nhạc nó cũng hay hơn nha mọi người. Tại vì nó có xử lý bằng cái hệ thống của nó. Ok, mình thử nghe USB cho mình nghe nha. Đó, enter. Đen nguyên. Đen nguyên. Audio spy. Ok, Phương Thảo nè mọi người. Ok, đã thử nghe trên ceramic của nó nha. Nói chung trên rồi mai tôi đưa xa kỷ niệm gọi là màn gốm. Xin lời cuối không dối gian trong mắt em, tình yêu cho thương đau nghe buồn. Gian xưa quên gót lầy bên hè phố, cây lá thưa chim đã bay, ngồi nghe yêu thương đi xa tầm tay, giữa tiếng ru trầm vào cơn mê. Chiều xưa em
Ok, mình xin phép dừng clip nha, tại vì cũng hết thời gian rồi. Cảm ơn mọi người nhiều. Đó, mọi người có nhu cầu thì mua con này thì liên hệ mình nhé. Cả bộ là 15 triệu nha mọi người, 15 triệu thì loa thì không có thùng, còn cái con Sony Mac này thì có thùng nha mọi người, full box nha. Đây. Full box, ở trong nó thì có dây cáp remote rồi có cái manual là hướng dẫn sử dụng. Manual đây nha mọi người. Nó cũng nhỏ xíu. Và cái giấy tờ hồi xưa cái này con loa nhầm. Manual nó bên kia là đợi mình, cái này là cái anten mà nó bắt được cái sóng radio sóng hẹp từng ngày dễ từng hẹp, nên là không đây là của con Sony Mac nha mọi người, Welcome vậy nè. Đó, mở ở đây thì sẽ có cái manual bằng tiếng Nhật Sony Mac S1 mọi người. Đó đây. À cái con này nếu mọi người tải cái app Sony Music, mọi người có thể thao tác trên điện thoại nha. Thao tác điều khiển điện thoại và kể cả phát nhạc từ điện thoại thì nó cũng qua trực tiếp luôn. Khá là đa dụng, đa năng, hiện đại nữa. Ok, cảm ơn mọi người nhiều.